mùa dịch lên trên tí nữa. Giờ mình sẽ gấp một chú ở trên nền giấy A4. Ngần gọi sang ăn tất niên đấy. Ngần đi. Ba bảo nó sung sớm tí. Ôi giời, em nó về nó béo như cái con chuột chín, cái mặt phây này. Ngần chị bảo tối ăn tối là khoảng 7 giờ ăn đúng không? Mà 4 giờ chiều mới báo. Thì làm sao mà có thể sắp xếp được? Mà gần Tết con nó ngủ ở đây học thì con cũng đi về chứ không phải là gì. Thôi nhá. Ừ. 30 năm thế. Hôm qua kia là ông nặng cũng nào rồi đấy. Ừ, thuốc phợi ấy này. Bắt hương, chân hương thì ông hóa rồi đấy. Cũng được. 30 cũng được mà 23 cũng được. Hôm qua cũng nặng. Để xôi. Thế lại tí giò. Chép à? Cá chép đi. Cá chép làm sao? Cá chép cúng thì cho ông lên lên đi, ông cưỡi cá chép ông đi. Ông xin à? Ừ. Ba chị đây, tại một con. Mười. Một con nhỉ? Một con rồi. Một con xin cho ông. Ông ấy đang não đang bắt là mai sang năm phải mua ba con là mới chắc. Một con. Ừ, sang năm ta mua ba con. Không có hai con nữa. Không, ta cũng mẻ chứ ai người ta cũng chẵn. Đấy, đây. Thế cho nó. Nhưng mà ông công ông táo cơ mà, hai ông cơ mà. Ừ. Ông công cũng thế, ông táo vậy. Cùng thế ông ấy. Cùng một ông à? Ông gọi vậy, gọi chứ. Hả? Thôi, thế mà ông tưởng ông có ông Táo là hai ông khác không? Không. Ông Táo là cùng một ông. Cùng một ông thủ công. Chủ đất. Chủ đất là ông cai quản cái đất này. Nhiều nôm na là như vậy. Ví dụ như là thiên hạ nó không vào được. Ví dụ như nhà mình ở thôi chứ không thể người khác không thể ở được đi. Ừ. Mình hiểu nôm na là như vậy. Ừ. Có một ông rồi như là mình có mấy ông, hai ông, một ông công táo gọi cho nó vần thôi chứ mình là có một ông công rồi. Giờ mình cắt cái cánh này. Đôi cánh. Ừ, chuồn cánh đôi.
có tiền, 5 tiền là cũng sướng. Mình nào quanh năm ngày tháng không đủ ăn được tiêu này, chết đi. Hôm hai mấy nhỉ, hôm mới mà cái trời được mấy hôm qua chỗ bác đỗ cùng tí độ hai mấy rồi, con đông độ khoảng 19-20. Ôi được 300 ông bà. Ừ, thấy mẹ về buổi trưa mà sao mẹ về, em về hôm nay là có quà xã vào cho ứ biết đến chứ, thế nọ thế kia ra chuyện này ân to này, người ta phải quan tâm ấy. Ông ấy kiểu ông to cho nên mọi người người ta biết đi, người ta quan tâm ứ đấy để cho tôi chậm tiêu như thế nào thế kia. Ba trăm trong này nó 500 nhưng mà 200 của bác đốc, 300 của mình. Đây là chú chuồn chuồn mình gấp trên nền giấy A4 màu trắng, các bạn thấy thế nào? Thấy có đáng yêu không? À? Đáng yêu các bạn ấn ngay vào cho mình để cho mình có thêm động lực mình làm nữa, hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy. Ok.